Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Trường Xuân não quỷ sao ông lại ra đây? Tiểu Gia Hỏa đừng hoảng, đấy chỉ là một chút chiếu hình của linh hồn ta mà thôi. Ta ra đây để giúp ngươi. Ông cũng tốt bụng như vậy sao? Ngươi cần năng lượng trong cơ thể của ta để phục hồi càn khôn châu giúp ngươi tìm người. Mà ta muốn sau khi trở lại thân thể của ngươi, giúp ta hóa giải phong ấn linh hồn. Bây giờ chúng ta lợi ích có thể cộng đồng. Ta cảm nhận được rồi, một phần cơ thể của ta đang ở bên dưới. Ông có cách nào hóa giải phong ấn hay không? Không có, nhưng ta biết cách để cho ngươi tiến vào trong lặng lẽ. Trận pháp này là do các cao nhân tạo ra, trừ phi ta hồi sinh. Ta truyền cho ngươi một chiêu pháp che giấu khí tức. Vừa hay có thể lừa được cảm nhận của trận pháp này. Ngươi cần phải bình tĩnh lĩnh hội pháp quyết ta truyền cho, tốn mấy canh giờ chắc có thể nhập môn rồi. Cái gì, tiểu tử ngươi nhanh như vậy đã lắm được rồi sao? Quả nhiên là có hiệu quả. Phải tranh thủ thời gian, nhỡ đâu bị người ở trên phát hiện ra thì không hay. Thiên phú của tiểu tử này quả là bất thường, nhưng mà không sao, cơ thể của ngươi sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về ta. Cuối cùng cũng vào trong rồi. Hả? Kia là cái gì? Là cánh tay của lão phu. Không ngờ mấy tên gia hỏa ở Đông Tiên Cung này lại dùng năng lượng trong cơ thể của ta để phụng dưỡng đệ tử tu luyện. Một đám giả dối, luôn miệng nói lão phu tu luyện tà thuật, lại dùng di thể của ta để nuôi dưỡng đệ tử. Đây chính là cánh tay của ông. Trông giống như là ngọc thạch vậy, đã bao nhiêu năm rồi vẫn có thể cảm nhận được năng lượng sinh mệnh dồi dào bên trong. Đương nhiên, hàng vạn sinh mệnh lão phu tịnh hóa đều trong, đều động lại trong cơ thể của ta. Ông đã bị phân thây rồi mà vẫn còn có cố ý khoe khoang. Cẩn thận. Vãi, sao cánh tay này vẫn còn cử động được? Ta vừa mới cảm nhận được trong cánh tay này vẫn còn sót lại tàn hồn của ta. Chắc là khí tức của chúng ta đã thức tỉnh nó. Vậy ông mau khống chế nó đi. Ta đã thử rồi không được. Tàn hồn này chỉ còn lại một chút bản năng. Hơn nữa bản thể linh hồn của ta vẫn còn bị phong ấn. Lão quỷ này vẫn còn muốn dùng cách đó đưa ra điều kiện với mình. Vậy nếu ta có phá hủy cánh tay của ông thì cũng đừng trách ta nhé. Địch, sao lại không đánh được thế này? Đừng có coi thường thân thể của ta. Dũng hợp lại có thể tái hợp lại, xem ra vẫn nên khống chế nó. Không được, nó chạy mất rồi. Hình như bên dưới truyền đến năng lượng biến động gì đó. Thì ra mục tiêu được ẩn giấu ở bên dưới, nhưng xem ra dường như xảy ra chuyện gì đó. Này, các ngươi có cảm nhận được năng lượng biến động vừa rồi hay không? Ta cũng cảm nhận được, ta còn tưởng là ta bị ảo giác cơ. Ấy, kia là tên tiểu tử bên ngoài đến hả? Không biết, ta bận tu luyện làm gì có thời gian quan tâm đến người khác. Tiếu rồi, trước đó trưởng lão nhắc ta để mắt tới hắn. Kết quả ở dưới nước thoải mái quá nên ta đã sơ suất. Phải mau chóng đi thông báo cho trưởng lão. Cuối cùng cũng bắt được rồi. Trước khi giải quyết vấn đề này tốt nhất là ngươi nên giải quyết những rắc rối sắp tới trước đã. Ngoan ngoãn giao cánh tay đó ra đây, bằng không ngươi đừng hòng sống mà ra được khỏi đây.